Thúc đẩy kinh tế tập thể theo hướng bền vững chính là yếu tố cốt lõi, là kim chỉ nam từng bước đi vững chãi. Không chỉ tập trung về số lượng mà phải chú trọng đến chất lượng, khuyến khích các đơn vị áp dụng khoa học công nghệ số, công nghệ thông minh vào trong quản lý, điều hành và sản xuất của hợp tác xã. Cùng với đó là sự đồng hành giải quyết những nhu cầu bức thiết của các hợp tác xã, kịp thời tháo gỡ nút thắt để kinh tế tập thể ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ, phát huy được cao nhất vai trò của mình trong bức tranh kinh tế xã hội của địa phương. Thì thật ra đối với cái mảng nông sản này thì sau hoạt động mười mấy năm á, thì cái vấn đề thành lập các cái trung tâm sau thu hoạch á, đặc biệt là các cái nhà máy chế biến là điều bắt buộc cần phải làm. Nhưng mà hợp tác xã cũng đã chuẩn bị rất là nhiều lần về vấn đề đi tìm kiếm về quỹ đất, đi tìm hiểu về công nghệ và ngay cả đối tác đầu ra để mà chuẩn bị cho cái quá trình đó, nhưng mà đã tiến hành rất nhiều lần nhưng cũng phải dừng lại bởi vì chưa có được cái quỹ đất giống như ý muốn. Thứ hai là cái trình độ sau thu hoạch thì chưa có được tiếp cận nhiều, nên rồi đã chuẩn bị nhiều lần rồi cũng phải dừng lại, vẫn tiếp tục để tìm hiểu thêm để mong ước có thể làm được điều đó để có thể tìm được đầu ra ổn định cho bà con. Cái mong muốn và có kiến nghị đối với cấp trên là có thể sắp xếp được những cái quỹ đất và hoặc là được xúc tiến thêm những cái chương trình, những cái kiến thức để mà có thể giúp cho hợp tác xã có thể tiếp cận được với những cái trung tâm sau thu hoạch mà đã phát triển rồi, để mình có thể học hỏi được cái tri thức đó để có thể xuất khẩu, đưa những mặt hàng nông sản của bà con đến với các đối tác được dễ dàng hơn. Trước mắt là chính quyền hỗ trợ về nông dân là chuyển đổi cây trồng, hai là khuyến khích người dân thì tập trung trồng theo thị trường, đừng có trồng kiểu như là trồng theo cái thị trường lúc thay cây này thay kia kia chị, rồi lúc đầu là thấy cây này mất giá lại chặt bỏ rồi chuyển sang cây khác. Khắc phục những khó khăn tồn tại, nâng cao năng lực về quản lý, điều hành, về kinh doanh, bám sát các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy để nâng cao năng lực hợp tác xã, phát triển các hợp tác xã, nâng quy mô, chất lượng, số lượng hợp tác xã với những tiềm năng, cơ hội sẵn có là điều cần đặc biệt chú trọng. Thứ nhất là chúng ta tập trung triển khai có hiệu quả cái chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chiến lược phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời trong quá trình đó thì chúng ta sẽ cập nhật kịp thời các chính sách, các chế độ của nhà nước ban hành trong lĩnh vực kinh tế tập thể hợp tác xã. Thứ hai là đẩy mạnh cái việc đổi mới và tăng cường công tác tư vấn hỗ trợ, đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ hợp tác xã, rồi công tác hỗ trợ vốn vay ưu đãi lãi suất thấp để các hợp tác xã có điều kiện vươn lên phát triển ngang hàng với các thành phần kinh tế khác. Thứ ba là chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã, đặc biệt là phát huy các cái nhân tố mới để tham gia tích cực vào cái phong trào là đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và cái phong trào là hợp tác xã tiên phong trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thứ tư là bản thân Liên Minh phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng của cán bộ và hiệu quả hoạt động của Liên Minh hợp tác xã, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, phục vụ thành viên ngày càng tốt hơn. Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển theo hướng bền vững, đưa kinh tế tập thể phát triển và ngày càng khẳng định rõ vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế. Nhiệm vụ ấy cần sự nỗ lực, chung sức và quyết tâm cao bằng những quyết sách cụ thể đúng đắn đã và đang được hiện thực hóa trên mảnh đất Nam Tây Nguyên.